Rồi chào anh em đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Nay soạn vài em sới cào cào mini cho anh em giá tình thương cho anh em nông dân làm sới rau nha anh em. Đó. Chung là mấy con này thì giá tình thương từ 3 triệu, 3 triệu rưỡi, 3 triệu 7 là cao ha. Thì trên màn ảnh thì mấy con này tầm 2 ngựa mấy đến 3 ngựa anh em, 2 ngựa rưỡi 3 ngựa gì đó ha. Mấy con này thì cũng dọn chạy ngon lành hết rồi, về anh em chỉ việc xài thôi. Thì trên màn ảnh anh em thấy thì đầu tiên thì có hai con này là Mitsu nha anh em, Mitsu GM90L ha, con này 2.5 PS ha. Con này thì cái là lần sới nó bông sới còn rất là đẹp ha, về ngang sới nó được 6 tấc nha anh em, 6 tấc nó có thêm cái trắng bùng ha. Con này thì rất là nhạy luôn, cái dòng này, dòng Mitsu này thì chạy rất là nhạy và im nữa nè. Đó, nhưng mà con này ở bển nó sơn quét đâu rồi, anh em thấy nó quét này nè. Chung người xài không quan trọng đâu. Đó. Con này giá 3 triệu rưỡi nha. Mấy này thì tầm 30 ba mấy ký, rồi chạy con này đi. Dòng Mitsu này chạy ngon lắm nha nè, nhạy, cực nhạy luôn. Rồi test luôn thì chỗ con trên đó bóp con là chạy thôi nè. Dở cao lên xíu ơi. Cái dòng này nhìn nó hơi xấu xấu chứ mà cái máy Mitsu nó chạy ngon lắm nè. Anh em nào mà thích cái loại mà này á, thì lấy cái dòng này ha. Dòng này anh em máy anh em có thể đem ra bơm nước được ha. Rồi làm gì làm à, cái tâm này rồi đó. Lưỡi cũng còn rất là ok ha. Con này giá 3.5 triệu chưa ship. Mấy con này thì ship tầm 300.000 con nha anh em đó. Thì nếu mà ship về tới nhà anh em là khoảng 3.8 triệu ha. Đang ở... Rồi đó là con số 1 á. Anh nào cần thì Zalo em, 3.5 triệu chưa vận chuyển nha anh em. Coi cái bình xăng này nó cũng bằng nhựa nha, nên anh em không sợ mục mọt nhé, rất là ok ha. Bình xăng nhựa, xăng giới à, đó. Nên chạy là ngon lành. Mấy con này tầm 3 mấy ký nha nè. Rồi tiếp hai, tiếp theo số 2 con này cũng Mitsu đó anh em, đời cao hơn xíu ha. Mitsu, thực tế là Mitsu nha. Đây, con này 2.7 PS nè, để rô bin vậy thôi. Nhưng mà Mitsu, thực tế Mitsu nha nè. Bình xăng nó ngon lành hết nè, đây nè. Đây đời cao nên khóa nó bằng đây, gạt lên tắt ha, bật xuống chạy vừa cờ vừa công tắc vừa khóa luôn ha. Máy móc thì bô cũng còn sáng giới à, turbin rồ 270 con này thì cũng sát giống ghê, còn một số tới thôi, bóp con là chạy thôi, lên ra bóp con chạy. Rồi có ve nè, ơi con này có ve nè ơi, con này ve phải 4 triệu nha nè, con này có số ve nha, con này bán 4 triệu nha, ghi lại 4 triệu. Đó, chỉ ve nha anh em. Rồi bóp ở đây tới. Rồi được rồi, bắp ve lại. Ha, à, ok. Con này có ve mà em không biết anh em ơi. Ha. Rồi tắt đi, lấy viết sửa lại đi, 4 triệu nha. Con này thì mấy con Mitsu này chạy thì bao im, ngon. Nói chung là anh em nào mà mua mà mấy cái đầu gời này thì nó mình thì nói chung tùy quan điểm người thích thôi. Còn mình thích đầu gời này anh em có thể tháo ra làm gì làm. 4 triệu, ừ. Con này là 4 triệu nha anh em, số 2 4 triệu nha. Đó. Thì bề ngang nó cũng sới được vậy thôi, tầm 6 tấc, bề ngang là sới được 6 tấc ha. Đó. Con này thì máy móc ngon lành hay giật cái chạy à. Ngoại hình cũng khá đẹp nữa. Đó. 4 triệu nha anh em, có số ve. Đó. Nói chung là thường thường mấy con này chức năng thì nó hơn xíu thì nó mắc hơn xíu anh em ha. Rồi. Tiếp theo anh em hai con F210 và F2200. Đó, con này là F210 nè. Nói chung là con này cũng khá đẹp, nên lóc liếc rồi đẹp lắm ha. Đó. Ngon lành hết trơn ha. Mấy con này thì nhẹ, anh nào thích mấy cái dòng này thì cứ alo ha. Rồi test đi, kéo le giật. Con này 3.7 triệu nè.
Cái này làm chạy nhạy lắm nha nè. Nha, cái dòng này nó tốc cao lắm. Anh em mà xới ngon lành ha. Đó. Bông xới này cũng còn dày nha, ngon lành. Rồi ok được rồi. Mấy cái này tầm 2,5 người anh em. Nha. Honda dòng này 2,5 người. Cái này mình cũng bán khá nhiều rồi. Nhiều người thích xài dòng này nữa. Tương đối bền nha. Bền và xài ổn định. Đó. Con này con số 3, 3,7 nha anh em. 3,7 chưa vận chuyển nha. Vận chuyển chừng 300 ngàn nữa. Mấy con này mình nhận vận chuyển anh em 300 ngàn con hết nha. Lên gà lớn xíu. Còn số 4 anh em, số 4 này là F200 nha. F200 nhỏ hơn con kia, con này là F210. Con này là F200 mà con này, cái dòng này nó gắn tay nó inox anh em. Rồi chạy. À. Rồi được rồi. Ngon lành cành đào anh em ơi. Mấy này nhẹ anh em, 20-30 kg gì đó. Ha. Chạy nó ổn định anh em ơi. Con này cũng đẹp nè, giá 4 triệu nha anh em. Đó, ngoại hình cũng khá là đẹp nè. Cánh là ok hết nè. Ha. Con này có trắng trắng bùng hai bên luôn. Đó. Thì con này tay nóc ha. Nhưng mà con này thì to hơn xíu nha, F210, con này F200 mà. F200 nó có 2 PS à. Còn F210 nó tới 2.5 hay sao á. Nha. Đó, con này thì cũng sáng đẹp. Này 2,3,7, con này 3,5. Rồi. Còn hai con cuối cùng ngày hôm nay, con này cũng mini nữa nè. Con này tầm 2 ngựa, MT200 anh em. Con xới cũng đẹp, màu cũng đẹp nữa ha. Con này thì đuôi gời. Đuôi gời nha nè. Chưa rồi thì anh em xài máy, anh em tháo ra mốt máy hư dục cái máy. Máy hư dục cái máy lên cái máy khác cũng được ha. Rồi dứt. Dở lên. Dở lên. Dở lên chạy á. Ừ nha, ok hết anh em ơi. Rồi được rồi. Con này bán 3 triệu nha anh em. Con số 5 giá 3 triệu, MT200 3 triệu, màu đỏ gay ha. Bình xăng là bình nhựa nha anh em. Đó, văn ma nói chung là cũng khá là đẹp. Nói chung là anh em bỏ ra chi phí tầm 2-3 triệu bạc, hơn 3 triệu xíu anh em về xới rau là bá cháy anh em ơi. Rồi con Kubota anh em ơi, TMA21 ha. Thì con này 2.2 PS anh em. Con này mình thay cái bông khác cho anh em nha. Cái bông này nó bị ấy rồi, bị mòn. Rồi chạy đi. Rồi được rồi. Con này khỏe lắm nha nè. Đó. 2.2 PS. Rồi được rồi. Giá con này 3,5 triệu luôn nha, mình thay bông xới khác nha anh em. Bông xới này mòn quá rồi, lấy bông xới khác. Nhà có 2-3 con giống gì đó, hai nên gắn ráp bông xới qua cho anh em là bình thường nha. Giá này 3,5 triệu. Ha, giá này, giá trên đây là em chưa bao giờ vận chuyển cho anh em nha. Giá chưa bao giờ vận chuyển, anh em nào cần thì cứ vận chuyển khoảng 300 ngàn nữa nha anh em. Giá trên đây cộng thêm vận chuyển 300 ngàn. Anh em nào lại tới đây chở thì giá này. Còn anh em mà vận chuyển thì cộng thêm 300 ngàn ha. Đó. Anh em nào mà thích đầu gời thì lấy hai Mitsu này. Số 1 3,5 triệu nè. Số 2 4 triệu. Số 2 có số ve nha. Bóp là ve ha. Nên 4 triệu. Rồi. Thích F210, F200 thì lấy con số 3 và số 4 ha. Con số 3 3,7. Số 4 là 3,5 triệu. Đó. Còn thích mà nhỏ gọn nữa thì quất cái con này 3 triệu ha, con số 5 3 triệu. Số 6 thì thích dòng Kubota thì quất số 6 3,5 triệu, thay bông xới khác cho anh em nha. Rồi ok, giá công khai rồi. Anh em nào thích địch rồi được con nào thì cứ alo em ha. Số điện thoại thì dưới phần mô tả video ha. Rồi cảm ơn, chào tạm biệt anh em ha. Chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ, gia đình và người thân nha.